Đây là trái ổi Ruby khi chín các bạn nhé. Quả khi chín thì nặng khoảng từ là 200 đến 250 gram này. Vỏ quả sẽ chuyển dần sang một màu xanh nhạt này. Bên ngoài thì bóng mịn này, căng tròn. Đấy, ruột quả ổi Ruby ấy, thì sẽ có một màu đỏ hồng này, rất là đẹp mắt. Đây là một loại ổi không hạt nhé. Hương vị rất là thơm ngon này, ngọt thanh. Vỏ thì rất là giòn này, ruột bên trong thì mềm này, mọng nước. Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Đấy, trước mắt các bạn đây những cây ổi Ruby Try. Hiện tại đang ra hoa, đậu quả có sẵn tại nhà vườn Huy Hoàng các bạn nhé. Cây mình đang giới thiệu đây có chiều cao khoảng từ là 80 đến 90 phân này. Đấy. Mình đã trồng khoảng tầm là hơn một năm rồi, nên là cây đang bắt đầu cho những nấu quả bói rất là sai nhé. Hoa của Ruby sẽ có màu trắng này. Đấy. Cây hiện tại đậu khoảng từ là 30 đến 40 trái bói nhỏ như này nhé. Các bạn trồng khoảng từ là 3 đến 4 tháng nữa thôi thì cây sẽ cho những thu hoạch này. Đấy. Các thân của cây khoảng tầm là hơn 40 phân nhé, rất là khỏe mạnh chắc chắn này, mắt ghép ổn định, quả ra bói rất là sai nhé. Đây, cành nào cành nấy có những chùm quả này. Đấy, một cành khoảng tầm là hơn chục trái nhỏ như này nhé. Đấy, ra hoa đậu quả rất dễ dàng thôi. Loại cây sinh trưởng phát triển rất là tốt, thích nghi tốt với khí hậu Việt Nam nhé. Cây giống thì các bạn trồng khoảng từ là 8 đến 10 tháng thôi thì cây bắt đầu cho những quả bói rồi nhé. Đấy, rất là nhanh, cây ghép cho nên ra hoa đậu quả rất là nhanh dễ dàng. Ngay từ lúc quả còn bé thì bên mình đã bao bọc kỹ nữa, cẩn thận này để tránh cho quả bị các loại côn trùng đốt các bạn nhé. Đấy. Đây, mặt ghép của nó này rất là to, khỏe mạnh. Cây nào cái đấy là ra hoa đậu quả rất là sai nhé. Cây này hiện tại mình đã bán tại vườn với giá 500 ngàn một cây các bạn nhé. Đấy, gốc của nó này, đường kính gốc này bằng bằng con tay cái của mình rồi nhé. Đấy, rất là to rồi. Hoa đậu rất là sai. Giá thành trên thị trường một ký ổi Ruby dao động từ là 60 đến 70 ngàn đồng một ký các bạn nhé. Cao gấp 3 lần tại ổi thường. Một cây trưởng thành một vụ có thể cho thu hoạch từ 60 đến 70 ký trái các bạn nhé. Một loại cây mang giá trị kinh tế và năng suất rất là cao, được rất nhiều bà con nông dân tin dùng trồng làm cây kinh tế chủ lực các bạn nhé. Đấy. Ngay từ khi những trái bé như này thì đã được bao bọc cẩn thận này, kỹ nữa để đảm bảo chất lượng quả tốt nhất nhé. Ra hoa đậu quả rất là sai. Các bạn có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ trực tiếp nhà vườn nhà mình này. Nhà vườn Huy Hoàng cung cấp các giống hoa, cây quả độc lạ. Địa chỉ vườn mình ở phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại Zalo 092 692 2886 nhé.